Xin chào các bạn, mình là Huy, năm nay mình 22 tuổi, mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Sở thích của mình là du lịch, đi chơi và hát hò, thể thao. Ngoài ra những lúc rảnh rỗi mình có thêm một sở thích nữa là chơi app Hago. App Hago thì là một app rất là thú vị. Trong app có rất nhiều trò chơi, có phòng chat để mọi người giao lưu với nhau, có cả phòng karaoke để cho những người có đam mê ca hát. Sau một khoảng thời gian mình làm user bên app Hago thì hôm nay mình quyết định casting để làm idol livestream cho team Daisy. ID của mình là 6697817789. Nickname của mình là Hà Huy. Mọi người hãy follow mình để không bỏ lỡ những lần livestream tiếp theo của mình nha. Sau đây mình xin dành tặng cho mọi người một ca khúc và ca khúc mang tên Làm Vợ Anh Nhé của Chi Dân. Mọi người chờ nhạc xin nha. Ta-da. Nhiều khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất nếu sớm mai tình giờ người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Sáng nói buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Và bài hát của mình đến đây là hết. Xin chào tất cả mọi người, mong mọi người hãy ủng hộ cho mình nha. Bye bye.